xe đẳng cấp luôn, thay màu nhựa cam mà nhìn nó đẳng cấp luôn, tôn vinh luôn. Quỳnh nhìn mẹ chú biết xe này là xe của bà nào? Đâu xe này xe đít chú đâu xe đít chú ở đâu ở đây chú bảo người đâu đây đâu đây đây là qua nhà ông Sơn Phương điên này đít này ở Ngọc Thành đấy đít ở đâu biết xe Vision cơ mà à Vision này ở Ngọc Thành đấy. Nào cá nào hôm qua tôi vừa điều khách về xong chú làm sao ấy nào cá cá tao nhìn thấy biển rồi đâu à, Ngọc Thanh gì đâu đến cái à con này cơ mà con này cơ mà ờ ở người Ngọc Thanh Ngọc Lít ờ Ngọc Thanh thì làm sao rồi xảy cháu đưa về biết xe này là xe con nhà bà không phải biển này trong đây à tao đi dựng ở góc kìa đúng là biển của con này nhưng mà không phải xe của nhà bà Sơn Phương xảy đi sai rồi cháu điều người ta về cháu này sai rồi dạ sai đi tao với chú vào giả xe nhé đi cái con này bán rồi con này bà Sơn Phương vẫn còn xe này. Mày ở đây lại báo hại bố mày rồi.